Sợ là mình quay đá nó cực đá nhiều quá. À đến quen sợ. Còn bên kia nữa. Mình có để tắm luôn đúng không? Ừ. Không thì con em nghĩ là chỉ hai xuồng đó thôi, một xuồng em đứng em hét, một xuồng em đi dưới biển. Mưa.
Ok nhạc. Ủa vậy đi trên này hả? Dạ. Quay hết. Quay tự do này mà. Tự do đúng không? Rồi nha. Nhưng mà né mấy cái thúng ở trong đi em, chủ yếu là cảnh ngoài được không? Rồi xe quay cái cảnh núi luôn. Đừng có. Ngôi mình đam trên công là sự hào hùng bài sau.